Từ khoảng 19 giờ 45 phút ngày hôm qua 13 tháng 6 trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 70 mm. Cá biệt là chỉ trong khoảng gần 1 giờ thì lượng mưa đo được tại nhà văn hóa phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đạt gần 140 mm. Do cường độ mưa lớn trên diện rộng tập trung trong thời gian ngắn dẫn đến úng ngập tại nhiều tuyến phố như là Thái Hà, Chùa Bộc, Cao Bá Quát, Minh Khai trên cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, ngã năm đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hòa, Nguyễn Khuyến. Sau khi nước rút thì nhiều tuyến phố đã xảy ra tắc cục bộ. Theo dự báo, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, người dân ra đường cần hết sức lưu ý. Tình trạng ngập úng có thể tiếp tục xảy ra. Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã được xây dựng đến từng buôn làng, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những công trình cấp nước này đã giúp cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, thì nhiều công trình khi mà đưa vào sử dụng không được duy tu bảo dưỡng nên đã bị xuống cấp, hư hỏng và gây lãng phí. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 280 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, giải quyết nhu cầu sử dụng nước cho khoảng 120.000 người, chiếm 11,6% dân số ở khu vực nông thôn. Với tập quán thường lấy nước tại các sông suối về sinh hoạt ăn uống hàng ngày trước đây, những công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư đưa nước về tận các buôn làng đã giúp cho bà con có được nguồn nước sạch phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Trước đây bà con dùng nước suối rất là khó khăn và bây giờ nhà nước đầu tư nước này là rất là tiện lợi cho bà con, nước thường xuyên có rất là sạch sẽ, bà con sinh hoạt rất là tiện. Chúng tôi cũng chỉ đạo các làng và thành lập các tổ quản lý nước. Thì các tổ này mục đích là thường xuyên tuần tra những cái khu vực mà hư hỏng rồi để mà có cái sửa chữa kịp thời, cho nên là cái công trình phát huy hiệu quả rất là tốt. Cái nguồn nước đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của bà con. Có gần 45% số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động. Đây chủ yếu là các công trình do cấp xã, thôn, làng quản lý. Nguyên nhân là do năng lực tổ chức quản lý còn hạn chế và một số nguyên nhân khác nên hiện nhiều công trình không phát huy được hiệu quả. Xã thì sửa thì cũng không đủ khả năng cũng như là cũng không đủ kỹ thuật để mà sửa. Thì nếu mà nguyện vọng người dân mà vẫn tiếp tục thì sắp tới thì để kiến nghị lên để cấp trên có thể xem xét ấy là đầu tư lại cái nước sạch để người dân sử dụng cho đảm bảo. Theo thống kê, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn của tỉnh Gia Lai được sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm khoảng 97%. Và thời gian gần đây cùng với ngân sách nhà nước thì nhiều tổ chức nhà hảo tâm cũng đã kêu gọi và hỗ trợ để xây dựng các công trình cấp nước cho vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Song vấn đề đặt ra là các cấp ngành, nhất là ở cấp xã và từng cộng đồng dân cư phải có ý thức trong quản lý, khai thác và duy tu sửa chữa để các công trình cấp nước phát huy tối đa hiệu quả. Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan đã khởi động dự án hướng tới kiểm soát nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Dự án bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp được thực hiện trong 5 năm với ngân sách 15 triệu đô. Mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã, thông qua thúc đẩy cam kết của các lãnh đạo cấp trung ương và địa phương, cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Kết quả của dự án được kỳ vọng sẽ thể hiện cam kết cao nhất của chính phủ Việt Nam trong việc chống buôn bán động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Trong những ngày gần đây, thì các tỉnh thành phía Bắc liên tục đón nhận hình thái thời tiết cực đoan. Có ngày thì nắng nóng, có ngày thì lại mưa dông rất to. Và sự thất thường của thời tiết đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là những người có sẵn những bệnh lý nền, ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Những ngày gần đây, chân của bà Hợi đau nhức liên tục, khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Hôm nào thời tiết thất thường thì phần đầu gối lại càng sung nhức. Đáng nói tình trạng này bà chưa từng gặp trước đó, chỉ một tháng trở lại đây thì xuất hiện và ngày càng nặng hơn. Nó sưng gối lên, cái tự sưng nó to lên ý. Thời tiết nó càng mưa nắng thất thường thì nó lại càng, cái thời tiết năm nay nó lại khắc nghiệt đấy, cho nên nó lại càng đau hơn. Cô thấy nó là rất là mỏi mệt và đi lại khó khăn. Còn ông Phấn vốn đã có tiểu sử tăng huyết áp tới hơn 190 và phải điều trị hàng ngày. Sau một thời gian thuyên giảm thì những đợt nắng nóng kèm mưa thất thường đã khiến cho tình trạng bệnh của ông bất ổn, huyết áp có ngày tăng cao, vì vậy ông phải đi khám lại và theo dõi.
Tháng mùa hè nó có những cái dị thường nên là huyết áp nó cũng tăng, giảm đột ngột, nhiều cái đột ngột mà ngoài ra nó cần phát sinh thêm một số các bệnh khác về tim, về cơ, rồi về phổi, nhiều cái bệnh khác nó kế phát, nó phát sinh thêm. Chỉ tính riêng tại khoa khám bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, mỗi ngày có khoảng từ 400 đến 500 người tới khám. So với năm trước dịch tăng khoảng 20%, so với cùng kỳ năm ngoái tăng tới 50%. Đặc biệt với những người có bệnh lý nền khi vào viện đều cho thấy tình trạng có chuyển biến nặng lên. Chúng ta sẽ hay gặp ví dụ như cơn hen phế quản này, rồi bệnh lý của tức là những cái cơn khó thở của bệnh nhân COPD tức là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đấy, hoặc là viêm họng, viêm đường hô hấp trên. Nếu còn bởi vì tăng huyết áp, về co thắt mạch máu não cho nên là thì thường là có những cơn thiếu máu não thoáng qua, hoặc là do tăng huyết áp thì là có thể là cơn tăng huyết áp, rồi đột quỵ. Đấy, thế thì nói chung là những cái bệnh đấy thường xảy ra ở trong cái giai đoạn này. Dự báo trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục có những đợt nắng nóng, mưa dông diện rộng. Người cao tuổi cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày để bảo đảm sức khỏe. Các cụ vẫn phải tập thể dục thường xuyên nhưng mà phải phù hợp theo cái điều kiện sức khỏe của mình. Có thể sử dụng điều hòa nhưng mà để nhiệt độ cho nó phù hợp, nó không quá thấp so với cả môi trường. Đồng thời là phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ, tự theo dõi huyết áp. Ngoài ra, nếu thấy người cao tuổi có hiện tượng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt không đỡ, sốt, huyết áp tăng, khó thở thì cần được đưa đến cơ sở y tế sớm nhất. Anh cho em ra cả xếp hàng đây.